Các bạn thân mến, các bạn đang học chương trình linh kiện ở trong các cái thiết bị điện tử cao cấp, và chương trình này sẽ được phát miễn phí ở trên kênh YouTube Dạy Nghề Bách Khoa gạch ngang Học Nghề Trực Tuyến .vn, và tôi là giáo viên Xuân Vĩnh. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để các bạn nhận được video sớm nhất mỗi ngày. Và chương trình này chúng tôi sẽ phát đều đặn vào các cái buổi tối hàng ngày ở trên kênh YouTube lúc 7 giờ. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái linh kiện tiếp theo là thứ tư, đó là diode. 4 là diode. Ở tiếng Việt thì gọi là diode, còn ở trên tiếng Anh thì người ta gọi là dio. Đây, như này, đúng nhỉ? A nhỏ là hình dáng của diode. Thì đây các bạn nhìn trên cái hình ảnh trên bo mạch. Thì chúng ta đang học ở trên các cái thiết bị điện tử cao cấp, cho nên là tôi sẽ mở ra cho chúng ta xem các cái con diode ở trên TV LCD. Đây là cái bo nguồn của TV LCD. Thì chúng ta thấy nó có các cái diode đây. Con này là diode này. Con này là diode các bạn nhé. Cũng có loại diode 3 chân các bạn nhé. Có loại diode 3 chân nó gắn ở trên tỏa nhiệt. Thì đây cũng là diode các bạn nhé. Diode đây. Thì trên cái bo mạch khác. Đây là cái bo xử lý tín hiệu của TV. Các bạn nhé, tôi sẽ tìm cho các bạn một con diode. Ở trên cái bo này thì người ta lại dùng diode cái loại dán các bạn nhé. Đây. Diode đây các bạn nhé. Diode dán ở trên bo mạch luôn. Diode đây. Đây, trên cái bo này là cái bo tủ lạnh inverter các bạn nhé. Và đây là một loạt các cái diode này. Diode này. Diode này. Diode này, rất là nhiều. Đây, đây là trên cái bo tủ lạnh Panasonic. Thì cái này là ở mặt sau. Đây các bạn thấy. Diode đây. Diode dán các bạn nhé. Ký hiệu của diode là chữ D các bạn nhé, D. Đây là cái bo của máy giặt, cũng có rất nhiều diode. Đây, cái diode này, chỉnh lưu. Chỗ nào có chữ D các bạn nhé, đó là diode. Đây là bo máy giặt electric inverter. Thì đây. Các bạn nhìn thấy chữ D đây, diode đây, diode đây. D đây, diode đây nhá. Diode đây, diode đây. Diode chỉnh lưu. Đây cái bo này cũng rất nhiều diode. Diode đây, đúng nhỉ? Và tôi sẽ tìm cho một con diode cái loại đây. Diode thủy tinh các bạn nhé. Diode thủy tinh thì có thể là diode bình thường, có thể là diode Zener các bạn nhé. Đây diode này cũng là diode, còn đây là diode lắm điện. Đây ở trên bo của bếp từ thì cũng có rất nhiều diode nhá. Đây diode đây, diode đây, có DZ này. DZ mà nó to như này gọi là diode công suất. Diode Zener công suất. Thế thì trước hết là chúng ta quay lại cái bài trên bảng này. Thì chúng ta vừa nhìn thấy diode nó có nhiều loại, đúng nhỉ? Thì các cái loại diode như sau. Chúng ta có thể thống kê ra đây một loạt. Đó là diode lắm điện nhá. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ bỏ qua cái việc là cấu tạo của diode, bởi vì các bạn có thể search các cái thông tin này ở trên Google rất là nhiều. Diode thì nó được cấu tạo bởi hai cái lớp bán dẫn N và P ghép vào nhau. Thì cái này, cái kiến thức này nó ở trên Google, các bạn search rất là nhiều, và tôi không đưa vào cái bài giảng để nó mất thời gian của các bạn, mà tôi chỉ đưa vào các cái kiến thức cơ bản để cho chúng ta áp dụng, chúng ta làm thợ để chúng ta sửa chữa nha. Thứ nhất là diode nắn điện.
thì chúng ta lại chia diode nắn điện thành hai kiểu. Một là về tần số thấp, hai là về tần số cao nhá, hay còn gọi là diode cao tần đấy. Diode cao tần hay còn gọi là diode xung. Diode xung cũng là diode cao tần các bạn nhá. Thì trong cái diode nắn điện này thì có tần số thấp, có tần số cao và có các cái dòng 1A, 2A, 5A, 10A. Thì đây là cái dòng chịu đựng IMAX của diode các bạn nhé. Thì trong này nó có tần số thấp, tần số cao. Thứ hai là cái loại diode nó bằng thủy tinh ấy, hay chúng ta thường gọi là diode muỗi, rồi thì diode tách sóng vân vân. Thì cái này nó là diode dòng nhỏ nhá. Nó cho dòng nhỏ đi qua. Và cái dòng mà diode này nó chịu được thì thường là khoảng 10 mA các bạn nhá. Cái con mà chúng ta nhìn thấy nó đỏ đỏ vừa rồi đấy các bạn nhá, cho dòng nhỏ đi qua nó khoảng 10 mA. Rồi diode, tí nữa chúng ta sẽ phân loại ra là diode Zener thì nó là diode ổn áp các bạn nhá. Trước hết là chúng ta diode nắn điện đã. Thủy tinh thì cũng là diode nắn điện nhưng mà nắn ở cái dòng nhỏ, tức là thường là cho các cái mạch tín hiệu các bạn nhé. Ký hiệu chúng ta chú ý cho tôi cái ký hiệu của diode, đó là chữ D. Là D. Và chúng ta thấy diode ở trên mạch thì chúng ta thấy nó có một cái đầu như thế này. Đầu như này. Thì đấy là cái đầu đánh dấu về phía của cathod các bạn nhé. Đầu cathod. Thì nếu mà cái đầu như thế này thì tương đương với trong sơ đồ người ta vẽ thế này. Đây là anod nhé các bạn nhé. Đây là cathod các bạn nhé. Và cái chiều dòng điện nó đi thế này các bạn nhé. Từ dương sang âm. Thì đây là cái chiều đầu bên này. Nó đánh dấu là đầu của cathod các bạn nhé. Về cái chỉ số của diode thì chúng ta mua diode thì chúng ta không cần phải đọc chỉ số nhiều. Ít quan tâm đến chỉ số mà chúng ta chủ yếu là mua theo dòng là một. Ví dụ cho em mua diode 2A là diode thường, nắn điện bình thường, hay là diode 2A là diode cao tần, diode xung ấy. Hoặc là chúng ta cho em mua diode tách sóng, diode muỗi đấy, đúng không nhỉ? À, thường là như vậy. Thế cái đặc điểm hoạt động, nguyên lý hoạt động của diode. C là nguyên lý hoạt động của diode. Diode đối với một dòng điện thì nó giống như cái van, van một chiều đối với dòng nước chẳng hạn. Tức là nó chỉ cho nước đi qua một chiều và không cho đi ngược lại. Thì cái ta hiểu cái diode như vậy. Tức là nếu như mà chúng ta có một cái điện xoay chiều như này, nó đi qua một cái dây dẫn mà chúng ta có một con diode này thì điện nó chỉ đi qua được cái chiều này thôi. Còn cái chiều này là nó không đi qua được. Nhá. Các bạn chú ý như vậy. Tức là diode chúng ta hiểu đơn giản, nó là một cái van điện tử cho dòng điện đi qua được một chiều từ anode sang cathode mà không cho đi qua cái chiều ngược lại các bạn nhé. Khi có dòng điện đi qua diode thì hai đầu diode có sụt áp hay không các bạn? Theo các bạn có sụt áp hay không thì chúng ta chú ý như cho tôi như này. Khi có một dòng điện đi qua diode, ngày xưa nó có cả loại diode Z manganium thì nó tạo ra sụt áp có 0,2V. Ngày nay cái germanium nó đắt, người ta không sử dụng trong linh kiện mà người ta chỉ dùng silium. Và khi có dòng điện chạy qua diode thì diode này nó sụt áp là 0,6V các bạn nhé. Tạo ra một cái sụt áp là 0,6V. Và khi cái dòng Y chạy qua diode nó thay đổi thì cái sụt áp này này nó gần như là không thay đổi nhé các bạn nhé. Chú ý các bạn chú ý nhé. Tất nhiên là điện áp ngược thì nó sẽ không có dòng điện đi qua. Nhưng khi có điện áp thuận thì có dòng đi qua diode. Và nó tạo ra một cái sụt áp ở giữa A và K là 0,6. Khi dòng điện nó tăng gấp đôi thì cái sụt áp này nó không thay đổi không đáng kể các bạn nhé. Các bạn chú ý cho tôi cái này. Thế còn nếu mà điện áp ở hai đầu diode mà không đủ 0,6 thì nó không cho dòng đi qua nhé các bạn nhé. Tức là nó gọi là điện áp mở. Tức là khi mà chưa đủ 0,6V thì diode nó chưa mở. Nó chưa mở và không có dòng đi qua. Các bạn chú ý cho tôi cái điều này nhé. Trong cái bài kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về
cái tác dụng của diode ở trong mạch điện. Và đây là các bạn đang học cái chương trình linh kiện ở trong các cái thiết bị điện tử cao cấp, và chương trình này được phát miễn phí ở trên kênh YouTube của Dạy Nghề Bách Khoa Học Nghề Trực Tuyến .vn. Và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video. Và nếu như các bạn muốn học các cái chương trình nâng cao như là sửa chữa TV LCD, sửa chữa thiết bị âm thanh, sửa chữa bo mạch, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy vi tính thì các bạn sẽ học ở trên trang học nghề trực tuyến .vn. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thân mến, các bạn đang học cái chương trình linh kiện cho thiết bị điện tử cao cấp. Chương trình được phát miễn phí ở trên kênh YouTube. Và các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ video. Và khi các bạn muốn học các cái chương trình nâng cao thì các bạn sẽ học ở trên trang học nghề trực tuyến .vn. Ở đó có dạy các cái chương trình nâng cao về sửa chữa TV LCD, sửa chữa thiết bị âm thanh, sửa chữa bo mạch, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt. Và chúng ta đang tìm hiểu về linh kiện thứ tư, đó là diode. Và chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là cách đo của diode. D nhỏ là cách đo của diode. Thì chúng ta hiểu rằng diode nó là cái van điện tử, nó có hai cực là anode và cathode. Ở trên mạch thì chúng ta nhìn thấy cái diode nó thế này, và nó có một cái vạch ở đầu như này. Thì đây chính là đầu A và đây là đầu K. Thì các bạn đơn giản là các bạn dùng đồng hồ, các bạn để thang nhân với 1 ohm hoặc là nhân với 10 ohm. Các bạn đo, thì ví dụ các bạn đo que đen vào đây, que đen vào đây, các bạn đo que đỏ vào đây. Chúng ta chú ý là cho tôi là khi các bạn để thang đồng hồ ở thang trở kháng thì que đen nó sẽ ra điện dương, que đỏ nó sẽ ra điện âm, và như vậy là diode này sẽ dẫn. Và chúng ta sẽ nhìn thấy kim đồng hồ nó sẽ báo khoảng 2/3 thang đo như thế này. Ví dụ đây, nó báo đến khoảng này. Và đến khi mà chúng ta quay chiều ngược que đo, tức là que đỏ về phía này, que đen về phía này, thì chúng ta thấy kim đồng hồ không lên kim. Thì đấy là một con diode bình thường các bạn nhé. Thế khi nào thì các bạn thấy diode nó bị hỏng? Một là các bạn đo thấy nó lên kim bằng không. Lên kim bằng không, đo xuôi đo ngược nó đều lên bằng không, thì người ta gọi là diode bị chập. Và ngược lại, khi mà các bạn đo cả hai chiều mà nó không lên kim thì các bạn bảo là diode bị đứt nhé. Thì đấy là cách đo diode, nó rất đơn giản như vậy. Các bạn chỉ cần nhớ là đo bằng thang nhân với 1 ohm hoặc là nhân với 10 ohm. Đo hai chiều, có một chiều lên kim và một chiều không. Lên ở đây là lên khoảng 2/3 thang đấy nhé. Và một chiều thì không lên kim. Tuy nhiên có những cái trường hợp diode nó bị giò, nó không chết hẳn các bạn nhé. Thì lúc đó các bạn cần phải để thang nhân 100 hoặc nhân 1K và các bạn đo cái chiều ngược ấy. Các bạn thấy nó bị lên kim một chút thì các bạn thấy là diode, đấy là diode giò. Ngoài ra một số cái diode cao tần các bạn chú ý, mặc dù nó không hỏng nhưng các bạn đo cái chiều ngược nó lại hơi lên kim một chút. Ví dụ các bạn để thang nhân với 1 nhân 10 kilo, các bạn đo cái chiều ngược nó hơi lên kim một chút. Tuy nhiên đấy nó không phải là hỏng mà đấy là diode cao tần. Ví dụ các bạn có thể tháo một con diode cao tần ở trong cái nguồn ATX của máy tính ấy, các bạn đo một chiều nó lên bình thường, nhưng một chiều đáng nhẽ nó phải là không lên kim, nhưng mà nếu các bạn để thang nhân 10 nhân 1K hoặc là nhân 10K mà các bạn đo ngược thì nó vẫn lên kim một chút. Tuy nhiên đấy là cái trở, một con trở nó mắc song song với diode, nó nằm ở trong diode chứ không phải là diode các bạn nhé. Thì cái đó các bạn không phải là kết luận nó bị hỏng, các bạn chú ý như vậy. Bây giờ tôi muốn các bạn phân biệt cái diode chỉnh lưu một tần số thấp và tần số cao như thế nào. Cách phân biệt, diode lắm điện ấy, đó là diode thường và diode xung. Cái thứ nhất là diode thường, là các bạn biết là diode thường là thường chỉnh lưu cho các cái tần số thấp như là 50 Hz. Ví dụ như là các bạn mà thấy ở cái nguồn biến áp bình thường ấy, thì sau cái nguồn biến áp bình thường thì người ta dùng diode thường để người ta chỉnh lưu. Hoặc là cái điện áp AC 220V 50 Hz, người ta đi vào cái cầu diode hoặc là đi vào các cái con diode thì đấy cũng là diode thường thôi nha các bạn nhé. Tức là cái diode thường này nó chỉnh lưu cho điện áp có tần số thấp nhá, thấp, ví dụ như là 50 Hz hay là vài trăm Hz. Diode xung là chỉnh lưu cho tần số cao nhé,
cao. Ví dụ các bạn mà nhìn thấy một cái biến áp xung ở trong cái nguồn xung ấy, thì tất cả những cái diode đi vào đi ra của cái biến áp này đều là diode xung các bạn nhé. Đây là con diode xung này. Đây, ví dụ đây là biến áp xung này. Biến áp xung tức là biến áp ở trong các cái nguồn xung ấy, mà chỗ này nó có con IC nó điều khiển đấy các bạn nhé. Và đây là cái nguồn 300V đấy. Thì tất cả những cái diode này nó đều là diode xung các bạn nhé. Kể cả diode chỗ này, nó gọi là diode dập xung này, thì nó cũng là diode xung các bạn nhé. Thì diode này người ta gọi là diode xung, hay còn gọi là diode cao tần. Thế thì cùng là 1A, 2A chẳng hạn, mà là một con là diode thường và một con diode xung, thì các bạn phân biệt kiểu gì? Thì các bạn chú ý cho tôi như này. Diode thường thì cái vạch này nó là màu trắng, màu nhũ, nhũ hay là trắng. Diode xung theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, của Mỹ thì cái này là xanh, đỏ hay là đứt led. Đứt led tức là nó thế này các bạn nhé, nó đứt led, nó thế này này. Thì đấy là diode xung các bạn nhé. Tuy nhiên đối với Trung Quốc, anh Trung Quốc anh sản xuất thì anh lại làm giống như thế này. Cho nên nếu mà chúng ta mua diode xung mà của Trung Quốc ấy, thì nó chả có gì khác diode thường cả. Nó khác về giá đấy các bạn nhé. Một con diode thường người ta bán cho các bạn 200 đồng, 200 đồng thì diode xung được người ta bán cho bạn 2.000 đồng các bạn nhé. Hoặc là 1.000 đồng, 1.000 đồng một con diode xung. Tức là nó đắt gấp 5 lần diode thường các bạn nhé. Các bạn chú ý như vậy. Một câu hỏi đặt ra là vậy thì diode thường có thay được cho diode xung không? Thì các bạn lưu ý là diode thường mà lắp vào cái vị trí của diode xung thì nó chạy được khoảng 2 phút nó sẽ bốc khói, nó cháy. Câu hỏi ngược lại, nếu diode xung mà thay vào diode thường có được không? Thì thưa các bạn là nó thay chạy bình thường và nó lại còn tốt hơn là diode thường. Tất nhiên nó đắt hơn, đúng nhỉ? Có nghĩa là gì? Chúng ta mua diode xung vào về chúng ta có thể thay vào vị trí của diode thường, nhưng ngược lại chúng ta mà mua diode thường thì chúng ta chỉ thay được cái vị trí tần số thấp và chúng ta không thay được cái vị trí tần số cao. Các bạn chú ý như vậy. Thế còn cái diode mà nhỏ xíu, ví dụ như diode thủy tinh hay là diode dán, thì nó thường là cho cái dòng nhỏ và tất nhiên nó cũng chia làm hai loại các bạn nhé, tần số cao và tần số thấp. Thường là cái diode hay còn gọi là diode muỗi đấy, thì thường là nó đã làm việc, nó sinh ra nó đã làm việc với tần số cao rồi nhé. Hay diode bằng thủy tinh ấy, thì cái này là chịu được tần số cao các bạn nhé. Bởi vì bản thân cái con này nó, cái dòng làm việc của nó rất là nhỏ, cho nên là nó làm việc ở tần số cao được. Ngoài các cái diode chỉnh lưu lắm điện bằng cái điện áp tần số thấp, tần số cao và các cái diode thông thường, thì chúng ta còn một cái loại diode đó là diode Zener, hay còn gọi là diode ổn áp. Thì cái diode này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ở trong cái bài sau. Và ở đây là chúng ta đang học ở trên trang học nghề, trên cái phần linh kiện trong thiết bị điện tử cao cấp, và được phát miễn phí ở trên kênh YouTube Dạy Nghề Bách Khoa Học Nghề Trực Tuyến .vn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video. Và xin cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang học cái chương trình linh kiện cho các cái thiết bị điện tử cao cấp, và chương trình được phát miễn phí ở trên kênh YouTube Dạy Nghề Bách Khoa Học Nghề Trực Tuyến .vn. Và tôi là giáo viên Xuân Vĩnh. Khi các bạn muốn học trên các cái chương trình nâng cao thì các bạn có thể học ở trên trang học nghề trực tuyến .vn. Khi các bạn xem video ở trên kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái linh kiện diode. Thì trong cái bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cách đo diode rồi, và các cái loại diode lắm điện có diode tần số thấp, diode cao tần hay còn gọi diode xung. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn về các cái loại, về hình dáng của diode. Thì nó có các cái loại như sau. Một là diode hai chân, đây là cái diode đơn thôi, diode ba chân, và đây là diode kép, chúng ta gọi là diode kép, và diode cầu, cầu thì nó có bốn chân. Thì trong diode cầu này nó có 4 diode các bạn nhé, có 4 con diode.
Thế còn diode 3 chân này, trong cái diode này nó có hai con. Nó có hai con, cái diode này là có một con. Đây các bạn nhé. Thì ví dụ chúng ta có thể thấy là diode, người ta trên mạch người ta vẽ diode D và người ta vẽ nó ra như thế này. Và nếu như chúng ta tra cứu thì bên trong nó thế này. Ví dụ như thế này thì gọi là diode kép các bạn nhé. Bên trong này con này nó gọi là diode kép. Nó có thể hai con quay cùng về một hướng, có thể là quay hai hướng khác nhau. Tôi lấy ví dụ như này, hai con cùng quay về một hướng như này thì đây gọi là diode kép các bạn nhé. Thế còn diode cầu là cái con mà nó có bốn chân. Diode cầu, cầu diode ấy, hay người ta ký hiệu nó là BD. Thì chúng ta thường là ở trong sơ đồ người ta vẽ như thế này và người ta ký hiệu nó là BD các bạn nhé. B3 diode đúng không? BD. Thế thì trong thực tế nó có hai loại, một loại là như thế này. Thì chân này là chân trừ, chân này là chân cộng và hai chân này là dấu ngã. Và đầu là người ta thường khuyết một cái như này. Thì ta hiểu là bên trong cái con này nó có 4 con diode các bạn nhé, 4 con diode. Và cái loại nữa cũng là diode cầu, nó có 4 chân như này. Và hai chân này là ngã, hai chân này ngã và chân này là cộng, chân này là trừ. Và bên trong này nó cũng là 4 con diode các bạn nhé, 4 diode. Đây là ngã, đây là ngã này. Thế thì bên trong diode cầu này nó sẽ mắc theo kiểu như này. Tôi lấy ví dụ đây là trừ, đây là cộng, đây là ngã, đây là ngã. Thì chúng ta hiểu rằng bên trong nó sẽ từ cái ngã này này đến cộng này có một con diode các bạn nhé. Đến cộng này có một con này, từ cái ngã thứ hai này này, đây ngã thứ nhất này, từ ngã thứ hai này đến cộng có một con này. Và từ trừ này đến cái ngã này cũng có một con này. Và từ trừ này đến đây có một con này. Thì đây nó chính là cái sơ đồ bên trong các bạn nhé. Sơ đồ bên trong. Thì đây nó chính là ngã thứ nhất, ngã thứ hai. Và đây chính là chân cộng và đây chính là chân trừ các bạn nhé. Đấy, cầu diode bên trong nó như vậy các bạn nhé. Bên trong nó có 4 con diode. Và các bạn nhìn vào đây. Thì tôi chỉ cho các bạn cái diode này. Đây là cái bo led driver ở trên TV LCD. Thì chúng ta nhìn thấy đây có một con diode này. Diode này nó dán các bạn nhé. Nó dán. D1003 diode dán. Thì chúng ta nhìn cái chiều mà nó có mờ mờ, ở đây nó hơi mờ mờ. Nó đánh như, nó có đánh như dấu mờ mờ đây này. Thì đấy là cái chiều mà về phía của cathode các bạn nhé. Thứ hai các bạn nhìn thấy con diode này không ạ? Ba chân. Nó ghi là D1001 thì đây là diode kép các bạn nhé. Tức là trong con này nó có hai con diode. Từ đây sang đây một con, từ đây sang đây một con. Thì đấy là diode các bạn nhé, chứ không phải là đèn. Bởi vì nó ký hiệu là D mà. Thế còn đây, các bạn nhìn đây này. Đây là trên bo của cái bếp từ. Thì đây là diode cầu các bạn nhé. Diode cầu. Thì hai chân AC nó vào giữa này. Và chân khuyết này này. Nó gánh đánh dấu cộng đây này. Thì đây là da dương và đây là da âm các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy diode. Thế còn những cái diode này là diode hai chân thì nó là diode. Cái chiều mà nó đánh dấu thì là cái chiều cathode. Đây, chúng ta thấy là trên cái bo này cũng thấy là nếu mà chúng ta mà thấy cái con này, ba chân này mà nó ghi là Q thì đấy là đèn, nhưng mà nếu mà nó ghi là D thì đấy là diode kép các bạn nhé. Diode kép chứ không phải là đèn. Thì đây là diode hai chân này. Thì đây là các cái diode dán các bạn nhé. Và chúng ta đây cái diode dán nhé. Và đây là biến áp xung của nguồn xung. Thì những cái diode mà nó
từ cái biến áp xung này, nó bám sát vào biến áp xung này, thì chúng ta gọi là diode xung. Chúng ta khi thay, chúng ta phải thay diode xung này, còn gọi là diode cao tần các bạn nhé. Chúng ta nhớ cho tôi như vậy. Thì ở đây một số những cái linh kiện này mà nó ký hiệu, mặc dù nó ba chân nhưng ký hiệu là D, thì chúng ta hiểu đấy là diode chứ không phải là đèn các bạn nhé. Nếu nó ký hiệu là D, nó là diode kép các bạn nhé. Thì đây là cái con dán này này, hai chân đen đen này là cái diode dán đấy các bạn nhé. Đấy, thì còn đây là những cái diode thông thường, diode hai chân thông thường. Thì cái chiều mà nó đánh dấu này này, thì đấy là cái chiều mà cathode, tức là cái về phía đi ra điện áp dương. Đây thì thông thường là diode ở đằng sau người ta hay vẽ cả cái hình nó ra, và nó vẽ cả cái chiều của diode đây. Đây còn nhìn đằng sau này như này thì chúng ta hiểu đây là cầu diode các bạn nhé. Đây này, cầu diode, đây là hai chân AC này. Đây là ra dương, đây là ra âm này. Thì còn đây các bạn nhìn thấy đây, nó có loại cầu diode như này nữa này nhá. Đấy, thì dấu ngã này, dấu ngã này, thì đây là hai chân AC này, cộng trừ này, thì đây là ra dương, đây là ra âm này, thì đây là cũng là cầu diode nhá. Bên trong cái này nó có 4 con diode các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn đo cầu diode thì các bạn đo như thế nào, theo các bạn đo như nào, thì các bạn hình dung cho tôi nhá. Để tôi quay lại cái này để chúng ta hình dung cách đo nhé. Các bạn để đồng hồ ở thang nhân 1, các bạn đo giữa chân ngã thứ nhất với cộng có một chiều lên kim, một chiều không. Đo giữa chân ngã với trừ cũng có một chiều lên kim, một chiều không. Sau đó các bạn lại đo từ ngã thứ hai đến cộng cũng có một chiều lên, một chiều không. Từ ngã thứ hai đến trừ có một chiều lên, một chiều không. Hay nói cách khác là từ cái ngã thứ nhất đến cộng có một diode, từ ngã thứ nhất đến trừ có một diode, từ cái dấu ngã thứ hai đến cộng có một diode, và từ dấu ngã thứ hai đến trừ có một diode. Các bạn hình dung trong đầu như thế là các bạn sẽ đo được. Và tất nhiên đo diode thì một chiều lên kim, một chiều không là ok nhá. Thì đây các bạn thấy đây là những con diode này, D, ký hiệu là D, nó gọi là diode dán các bạn nhá. Ở đây người ta vẽ hai diode đấu ngược chiều nhau này, thì có nghĩa là gì, có một con diode runner và một con diode thường đấu ngược chiều nhau. Thì con diode này nó hay dùng ở trong các cái mạch dập xung ở trên nguồn xung các bạn nhé. Trong cái bài tiếp theo chúng ta sẽ sang tìm hiểu về diode runner. Và các bạn đang học ở trên trang học nghề, ở trên cái kênh YouTube, và kênh của nó là dạy nghề, của chúng tôi là dạy nghề Bách Khoa gạch ngang học nghề trực tuyến .vn gạch ngang là giáo viên Xuân Vĩnh. Và các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video. Và nếu như các bạn muốn học các cái chương trình nâng cao thì các bạn sẽ học ở trên trang học nghề trực tuyến .vn. Hiện nay ở trên trang học nghề trực tuyến .vn có dạy các cái chương trình nâng cao như sửa chữa TV LCD, sửa chữa âm ly, sửa chữa thiết bị âm thanh, sửa chữa bo mạch, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và sửa chữa máy vi tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.